sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lâu mọc đằng nhờ ánh sáng a trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường a chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản a Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vườn lộc giả ngày sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trần Như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập a đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi a tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu 361, và con cũng thành kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Quyền Bừa Quang Năm vào đạo tràng. Dạ con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ nam mô Bụt Tha. Kính đảnh lễ chư tăng ni cùng toàn thể quý vị mặt ở trên đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học được bài mới với câu kệ ngôn Pháp Cú số 361. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 361 có nội dung như sau: Kayena sangvaro sattu sattu vacaya sangvaro manasa sangvaro sattu sattu sapata sangvaro sanguto bhikkhu sappadukha pamuccati. Lành thay thân, lành thay phòng hộ lời, thay phòng hộ ý, lành thay phòng tất cả, tỷ khắc thoát được mọi khổ đau. Bản dịch Việt thượng: lành thay sự phòng hộ ở thân, lành thay sự phòng hộ ở khẩu, lành thay sự phòng hộ ở ý, lành thay sự phòng hộ ở tất cả. Mở ngoặc: mắt, tai, khẩu, ý. Vị tỳ khưu phòng hộ tất cả, thoát khỏi tất cả khổ. Bản dịch văn xuôi của ngài Inda Chân Đá Chánh Thân, và cũng như bản dịch của ngài Hòa Thượng Giới Đức: lành thai thân, lành thai là giữ vọng hoàng, lành thai ý được bùng, lành thai tất bằng chẳng lơi, tỷ kheo muốn thoát đồng điểm khắp nơi trọn mình. Và câu pháp cú số 261, trước tiên chúng ta sẽ đi qua sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Câu thứ nhất đó là Kayena sangvaro sattu. Kayena có nghĩa là bằng thân, xuyên qua thân. Bắt đầu bắt nguồn từ từ kaya, được chia theo sử dụng cách. Thứ hai đó waro là phòng hộ, là lành thai.
Cơ di sang qua thuần thảo ở xuyên qua. Sang qua toa trà bằng khẩu hay là xuyên qua khẩu? Sangwaro, sự phòng hộ. Câu thứ ba, manasa sangwaro sathu. Manasa bắt nguồn danh từ mana, được chia theo sử dụng cách bằng ý hoặc là xuyên qua ý. Manasa sang qua sự phòng tha thú là lành thai. Manasa sang thú. Câu kế tiếp đó là sa thú sapata sangwaro. Và những cái từ này thì chúng ta đi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều, và chỉ thấy danh từ được nhắc đến. Câu sa thú sapata sangwaro, sa thú là lành thai, tất cả các nơi, tất cả các nơi, tức là tất cả những cái điều đã nhắc ở trên, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý. Sangwaro sự phòng hộ, sangwaro sự phòng hộ. Câu kế tiếp đó là sapata sanguto bhikkhu. Sapatha là nói vị sang nơi, sanguto là sự phòng hộ, đã được phòng hộ. Ở đây có một chữ sangwara, sangwaro và sanguto đều có nghĩa từ tiếp vị ngữ sang cộng với lại cái căn của động từ là varati, vara. Nhưng được chia ở những cái thể chia khác nhau, như là sanguto thì ở chia ở ở cái thời bất biến phân từ, quá khứ phân từ, cho nên được ghép vào chữ tô hay là chữ tá. Đã được phòng hộ, đã được phòng hộ. Sanguto là đã được phòng hộ. Chữ bhikkhu là thì thương, thiết khúc. Câu cuối cùng đó là dukkha pamuccati, sapa dukkha pamuccati. Sapa dukkha được kết hợp bởi hai từ đó là sapa và chữ dukkha, là tất cả khổ đau, tất cả khổ đau. Pamuccati, pamuccati có nghĩa là được thoát khỏi, được thể hiện qua động từ thụ động, được thoát khỏi. Điểm câu kệ 361 này, kayena sangwaro sathu sathu vacaya ya sangwaro sangwaro sathu sathu sapata sangwaro sapata sanguto bhikkhu sapadukha pamuccati. Lành thai phòng, lành thai phòng hộ lời, lành thai phòng hộ ý, lành thai phòng tất cả, tỷ kheo cả thoát được mọi khổ đau. Mô Bài Giá. Kính Bạch Chư Tăng và thưa quý vị, chúng ta vừa học qua phần thứ nhất bài học ngày hôm nay, đó là học về ngữ vựng của câu cú 61. Tiếp chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền sẽ on mic để giảng giải cho tất cả
một cái thời giảng pháp về duyên sự cũng như là ý nghĩa của kinh Pháp Cú Kệ Ngôn số 361 này. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt-tha-gia. Nam mô Bụt-tha-gia, Nam mô Tham-ma-gia, Nam mô Sang-kha-gia. Dạ thưa đại chúng, được nghe rõ không ạ? Dạ sa thú, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Tịnh Đạt cùng chư tăng, chư thông đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, trước tiên thì xin kính báo trình đến chư tăng cùng với toàn thể đại chúng và đặc biệt các vị các ốc ở trong trung tâm của Phật, của Pháp Cú Kinh chuyên đề. Thì từ nay về sau thì khi đại đức Phật Tính đã không còn nữa thì chúng tôi sẽ đứng ra và cùng có nhờ đến đại đức Tịnh Đạt sẽ trực tiếp sẽ thích nghĩa và thuyết giảng. Vì vậy cho nên có những cái việc gì mà cần thiết thì chúng tôi với đại đức Tịnh Đạt sẽ xử lý trong cái rung mình, mong cho được yên vui được tốt đẹp cho cái, tức là một sự luân chuyển cũng như ngày xưa. Thật ra đầu tiên thì khi mà không còn cái khi mà nó lộn xộn thì cái rung pháp cú cũng tức là nó không còn, gần như là xem như là muốn mất đi, thì chúng tôi lúc chúng tôi cũng nói thôi, để Đức Pháp Tính vào thì giao cho để Đức Pháp Tính. Và Đức Pháp Tính cứ trực tiếp quý vị, bởi chúng tôi nhiều khi chúng tôi cũng bận rộn nó nhiều. Cho nên nhiều khi có cần gì thì xử lý, mà lúc chúng tôi giao trực tiếp cho để Đức Pháp Tính. Thì hôm nay cũng vậy, thì cũng giao cho để Đức Tịnh Đạt sẽ trách nhiệm giờ giấc ở trên rung một cách tức là chuẩn xác rõ ràng và vô thích nghĩa. Và cũng như là đại đức sẽ trực tiếp sẽ báo trình dùng cho các vị giảng sư trong rung. Đại đức Tịnh Đạt ghi số điện thoại của các vị giảng sư. Và thí dụ như hôm nay tới chúng tôi thì chiều đại đức Quan Hỷ tức là nhắn tin tới ở hôm nay tỉnh giảng cái số câu pháp cũ, số thí dụ như là số 361 là đại đức chuyển tới cho vị giảng sư đó. Còn cái ngày chủ nhật, như ngày chủ nhật là mình giảng cái gì ạ? Cái cô Như Quỳnh, ngày chủ nhật là giảng cái gì? Về cười ngày chủ nhật. Bữa ngày chủ nhật chúng tôi cũng khó vào ngày chủ nhật ấy, thì đúng vậy, dạy ví dụ pháp thì có thể nói là cũng được thôi, thì cũng như là một tức là thỉnh đại đức Tịnh Đạt cũng sẽ chuẩn bị ví dụ pháp để dạy vào ngày chủ nhật này. Và rất tiếc chỗ là chúng tôi cũng dạy vào ngày chủ nhật mà dạy chứ chưa Phật tử để sống một cái lớp ở chùa, cho nên vì vậy là nó bị một cái sự trục trặc một chút xíu. Còn thí dụ như gần Tết thì chúng tôi sẽ cùng với đại đức để phối hợp. Thì đây đến cho đại chúng biết báo được như vậy đó là một việc, và đại đức Tịnh Đạt cũng phải nhớ một điều, khi đại đức báo cái câu pháp cú đó, nếu như bị giảng sư đó mà có kẹt đột xuất thì đại đức hãy điền quyết, thì cũng như thế này là nó là như vậy. Và cũng ý kiến thêm với đại đức Tịnh Đạt ở chỗ này, tức là đại đức Thích Nghĩa. Khi chúng tôi thấy đại đức Thích Nghĩa thì đại đức đã học qua Bali rồi, thì đại đức nhớ cái chỗ thí dụ như chúng ta Thích Nghĩa ở đây là một động từ, căn của nó thí dụ như chúng tôi nói cái chữ phóng mút cho tí đi, thì căn của nó là căn hút, thì nay đức chỉ nói là phóng mút cho tí, tức là được, hoặc là nó thuộc thụ động thể thì nói rằng được thoát khỏi. Thì chúng ta học Bali với nhau chúng ta nói vậy cho rất dễ hiểu và nó gọn, nhưng với Phật tử cần thiết nhiều khi người ta muốn học cái câu đó luôn, tức là bằng cái căn. Ví dụ như là căn ở đây là ví dụ ba múi cho tí, chúng tôi ví dụ chẳng hạn như căn bát cộng với múi chát cộng với giá cộng với tí nó thành ba múi cho tí. Thì đây nó là động từ, rồi bổ túc, rồi hiện tại phân từ, vân vân. Thì hoặc là thí dụ như hoặc nó cộng với cái tiếp đồng ngữ là tiếp đồng ngữ bát, và nó hoặc là nó tiếp đồng ngữ hoặc là tiếp vị ngữ vân vân, thì đại đức báo vậy luôn, thì đại đức sẽ rất giỏi Bali, đại đức ôn lại cái Bali nhớ rõ cái điều đó. Mà chúng tôi cũng rất thích cái chỗ này. Sự thật ra không có thời gian, chứ thí dụ như là chỉ giải cho chỉ báo cho quý vị chữ bá là thôi. Bá muốn cho tí từ cái căn, đây cái động từ cũng là tiếp đồng ngữ bá. Ví dụ chẳng hạn như vậy là nó ra khỏi, và muốn cho tí đây là cũng như là nó được tự do, nó được giải thoát, được thoát khổ. Thì tuyệt vời vô cùng. Rồi Phật tử được nghe cái căn đó, Phật tử một mai một vị giảng sư nào tiếp ở trong kinh dạy Pamuchati, thí dụ đây là cái sự thoát khỏi cái sự khổ đau,
thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi vân vân, thì tự động giảng tới cái chữ đó, ok chúng ta hiểu liền. Thì nó làm cho các vị giảng sư khác mai mốt đây, mà chính đây đó chính là quý vị biết học như vậy tập cái căn mà giỏi về cái căn Bali rất là tuyệt vời luôn, thì xem như chúng ta vừa thích nghĩa, chúng ta vừa hướng dẫn, mà cũng là cái sự ôn tập lại, cũng như giảng ví dụ pháp vậy đó, ôn lại và hay là thuyết giảng giáo lý, đó là một sự tương tự để ôn lại kinh văn Phật pháp rất là tuyệt vời. Thì đó chính là đề đạt một ý kiến đến cho đại đức Tịnh Đạt, thì đại đức cũng như là nó sẽ được tốt hơn. Rồi khi nào đó, khi nào đại đức kẹt đó, nhiều khi đại đức kẹt thì đại đức báo chúng tôi sẽ cũng sẽ gánh lấy cái chuyện hay cho đại đức. Nhiều khi đại đức bệnh hoạn hay là có một lý do gì đó đại đức kẹt chẳng hạn, thì như vậy thì cái đồng hồ của chúng ta cũng nhịp nhàng và nó được tốt đẹp. Và cũng như chư Phật tử như là cô Ái Minh hay là cô Nhật Quỳnh hay là tất cả những người nào trong ban điều hành đó, thì chúng ta tiếp giúp đều là một điều tốt đẹp. Đây là cái sự hoàn truyền chánh pháp, cái sự hộ pháp, thì tất cả chư tăng và đại chúng là nam nữ cư sĩ đều là thành tựu tốt đẹp được đó. Và cũng như tới giờ mở râm, tới giờ đóng râm, thì hoặc là có một sự sinh hoạt riêng gì cần thiết thì chúng ta sẽ có cái telephone hoặc chúng ta vai chat riêng và chúng ta sẽ ý kiến, thì đó chính là để cho cái room nó được tốt đẹp, cũng là một sự thay đổi, cũng là một sự chuyển hóa. Bởi tất cả chúng ta phải theo cái gì, cái duyên của cái vô thường, mỗi ngày nó là một cái đổi khác. Hôm nay ý của đại đức Tịnh Đạt như vậy, ý của chúng tôi là vậy, và tại sao nó không giống với cái của đại đức Phật Tính vân vân, thì nó cũng phải, quý vị cũng phải hiểu cái cách nó khác hơn. Chứ chúng ta không bao giờ nói phải như thế này, phải như thế nào, thì cuộc đời này nó không được như vậy. Đó là sự thật. Cuộc đời này nó không được như vậy. Nhưng có một điều nữa cũng ý kiến thêm để đức Tịnh Đạt, một địa chỉ nữa. Khi đức kể theo cái dòng của Thái Lan và Campuchia dễ hơn. Để đức kể cái giọng đó nó giống như là của Myanmar, thì Phật tử rất là khó kể. Để đức kể cái cách được kiểu như là của Myanmar. Viên ma thì nó ít có cái trực tuyến, nó ít có. Để Đức Tịnh Đạt có nghe không ạ? Xin hỏi Để Đức Tịnh Đạt có nghe, Để Đức mới đi vào lại. Để Đức Tịnh Đạt có nghe được không ạ? Xin quý vị cho chúng tôi một thời gian một chút xíu, bởi vì chúng tôi cũng muốn nói cái chuyện này. Đây cũng là một cái giờ đầu của như là sinh hoạt để có trách nhiệm. Xin hỏi Để Đức Tịnh Đạt có nghe rõ không ạ? Dạ một Phật, cảm ơn Đại Đức. Ví dụ như bây giờ Đại Đức kể cái cách này, thí dụ Đại Đức kể cách đó mà chúng tôi nói như vậy, chư Phật tử có thấy đúng không? Cô rất thích nghe cái giọng kể của Đại Đức Tịnh Đạt, nhưng điều mà những Phật tử khác cái kể cái cách đó là kể của theo Myanmar đó. Chúng tôi sợ như vậy thôi, chứ chúng tôi thì cách kể nào cũng được hết. Thì ý là đại chúng cứ vẫn giữ cái này hay là như là cái thế thường của mình, nó rất là dễ chứ không có chuyện gì hết. Với đức Tịnh Đạt thì học Bali, học Phật pháp cũng lâu năm, thì cái điểm này chúng tôi tin tưởng cái điểm rất là ổn. Tức là đức kể nó kéo dài một chút xíu thì người ta sẽ dễ kể, còn để đức kể nó nhẹ thì cái đó là tùy cái duyên. Đại chúng có nghe rõ không ạ? Dạ, rõ ha. Thì cái đó là tùy cái duyên. Tùy mỗi vị rồi cũng được. Vậy thì những điều mà làm sao mà quý vị vô với quý vị kể được mới là cái chuyện đó. Còn kể cách của Đại Đức Tịnh Đạt thì nó hơi khó kể đó. Thì tùy cái duyên. Thì thôi, cái đó là cái tánh lý của mỗi người, thì tùy. Đó là cái cách mà chuyển hóa. Dạ. Ok, thì vẫn dân chủ, vẫn tốt đẹp. Dạ.
Thì báo trình cho như vậy thì cũng mong các vị ở trong ban điều hành chúng ta sẽ tùy tâm, sẽ tùy tâm có một cái cách để phụng sự, có một cách để làm việc. Dạ. Yeah. Như điều một cái còn cái ý thì chúng tôi ý kiến với đại đức Tịnh Đạt là cái chỗ mà thích nghĩa, nên thích nghĩa một cách tức là nó chi tiết hơn là chung, thì nghĩ rằng chắc cô ấy Minh sẽ thực hiện được cái chuyện này. Dạ. Yeah. Phải cô ấy Minh ha. Dạ. Yeah. Bởi vậy chúng tôi sợ, chính vì chúng tôi sợ muốn kệ dư sư vậy nó khó. Đúng như vậy, nó kệ dư sư nó khó đó, cho nên vì vậy chúng tôi sợ như vậy đó cho quý vị đó. Dạ. Thì nếu như mà học, cố gắng học thì cũng được. Dạ không, một cách không phải nó có cách, chứ không phải là nói cách. Không, cái cách của quý vị đó là dạ là kể chung chung. Dạ. Kể làm sao có đó cái khuyến tu. Dạ. Còn cái vấn đề mà nó để mà cho nó phổ cập, nó hòa nhập thì thôi kể cũng tự nhiên. Dạ, không sao, chúng tôi rất là đơn giản. Còn cái thích nghĩa cái thích nghĩa thì như chúng tôi đã nói thì nó sẽ ổn hơn, đúng không? Của Minh hả? Của Minh thì sẽ thực hiện được giùm tiếp cho đại đức Tịnh Đạt. Thí dụ đức Tịnh Đạt nó cái căn coi như ba mút cho tí, thì từ cái tiếp đầu ngữ là bá cộng với cái động từ mút, cái căn mút nó như vậy thì quý vị học được luôn. Cái này như bên Phật, đúng Phật pháp vậy đó nhá, đặc biệt lắm nha. Dạ. Dạ, rồi cô bắt được rồi. Ok, vậy được ha. Vậy thì thôi, chúng tôi cũng xin báo trình của quý vị, mong là tất cả chúng ta sẽ được có cái sự tốt đẹp ở trong cái vấn đề mà trong cái việc học học kệ này, của nhà học kinh này như vậy. Thì thôi bây giờ chúng tôi bắt đầu vào thời giảng. Arahang samma sambuddho phakkawa buddhang phakkawan tang apiwa de niswa kato phakkawata thammo thammang namasami supatipanno phakkawato savaka sangho sangkhang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyên nhờ quy lực Tam Bảo hàng giả hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta với câu Phật kinh số 361. Đây là duyên sự của số 363 và 361. Lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tay, lành thai phòng hộ mũi, lành thai phòng hộ lưỡi. Đó là câu số 360. Và 361, lành thai phòng hộ thân, lành thai phòng hộ lời, lành thai phòng hộ ý, lành thai phòng tất cả, tỷ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Đó là cái câu của số 361. Quý vị đã nghe cái câu cái duyên sự này, thì khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên liên quan đến năm vị tỳ kheo, thì có năm vị tỳ kheo mỗi người thì đều phục theo một cái giác quan của mình. Thì một hôm thì các thầy gặp ngồi lại với nhau, thì gặp thì các thầy mới nói rằng cái giác quan này á, của tôi nó khó điều phục. Thầy khác nói chỉ cái tôi điều ngục đều chỉ có giác quan của tôi chế ngự là khó nhất, vị nào cũng cho, tức là cái sự điều phục của mình nó khó mà mình làm được. Thì bạch Đức Phật, thì Đức Phật này mà giờ người chỉ dạy mỗi con người á, trong chúng ta tự chế một giác quan, và cứ tưởng một giác quan tự chế của mình là gom hết tất cả, thì điều đó nó không đúng. Thì thì các vị đó mới rằng chúng con chỉ xác định là như vậy, bây giờ chúng con điều phục được giác quan khó nhất. Thì Đức Phật này vừa nói không phải như vậy. Và Đức Phật này nói rằng nếu mà như là phòng hộ từng giác quan như vậy á, thì các ngươi sẽ khó bề nó được tốt đẹp. Và tại sao mà các ngươi cho rằng người này có phòng hộ như thế này, người kia có phòng hộ như thế kia, thì các ông sẽ thất bại trong việc kiềm chế ngũ căn của mình.
Dạ, con kính lễ đảnh lễ sư phụ thầy siêu mới quan tâm vào lâm trung. Dạ, thì kính thưa quý vị, thì kính bạch sư phụ, thì chúng con cũng sẽ vẫn duy trì cái rung pháp cú một cách bình thường như vậy, và bây giờ này thì con bạch sư phụ luôn là chúng con và đại đức Tịnh Đạt sẽ có trách nhiệm, chứ đại đức Tịnh Đạt thì sẽ có trách nhiệm, tức là sẽ thích nghĩa và báo trình cho các vị giảng sư và bố Phật. Và thì con cũng trình cho sư phụ như vậy để sư phụ biết được là cái mọi việc Phật pháp gì thì nó cũng vẫn diễn tiến như vậy, tuy đại đức Pháp Tính không còn nữa, thì chúng con sẽ phụng sự sẽ bằng cái khả năng của chính mình. Dạ, và kính cũng kính báo trình sư phụ được rõ. Thì kính thưa quý vị, thì Đức Phật này mới kể, thì nếu như các ngươi mà phòng hộ như vậy thì thất bại trong cái việc kiềm chế ngũ, tức trong sự thu thúc của ngũ căn, và vì các ngươi không nghe, nếu các ngươi không nghe cái lời của bậc thiện tri thức cho nên sẽ bị tai hại. Và Đức Phật này kể lại câu chuyện quá khứ, thì Đức Phật này kể câu chuyện quá khứ và câu chuyện quá khứ ấy. Trong quá khứ ngài là một vị lãnh chúa lãnh đạo năm cái quan cận thần của cái thành gọi là thành Hoa Thì, để nhận một cái ngôi báo sau khi mà toàn thể hoàng tộc vừa bị quỷ Dạ Xoa hại sạch giết chết hết. Thì trên đường đi bọn quỷ Dạ Xoa mới quyến rũ bằng một cái âm thanh, hình ảnh, mùi hương, thức ăn ngon và gái đẹp. Thì Bồ Tát lúc đó khôn ngoan không để bị đấm trước, và căn dặn năm vị ông quan của mình chớ để bị quyến rũ, nhưng họ đều rơi vào khí giới đầu hàng trước cái sức cám dỗ của Dạ Xoa, và rốt cuộc bị Dạ Xoa ám hại. Chỉ riêng ngài là kiềm chế được mình, không mềm lòng trước những cạm bẫy, không màng đến, không sợ hãi gì đối với các quỷ Dạ Xoa, mà nó với cái vẻ đẹp cũng như nó sắc nước hơn trời, nó theo ngài, nó bén gót ngài luôn, và nó thẳng tiến, nó ăn. Và chính vì ngài Bồ Tát đó, chúng ta là Bồ Tát đó, ngài thu thúc, ngài giữ gìn, ngài không có bị các con quỷ nữ Dạ Xoa nó ám hại. Và cuối cùng thì ngài trở thành một vị quốc vương. Thì khi nhận lễ đăng quang á, trên ngai vàng dưới cái lồng cánh, thì ngài nhìn lại một cái vẻ uy nghiêm và sự vinh hiển của mình, ngài tự mình nghiệm rằng ta nên sử dụng sức mạnh của ý chí. Và ngài nói lên bài kệ: kiên trì tuân phục là hiền trí, lòng can đảm chẳng lung lay, khỏi bị Dạ Xoa khống chế, vì ta không sợ không lo, qua cơn hiểm nguy gian khó đến nơi ta được an toàn. Thì Đức Phật ngài mới kết luận lúc năm âm quan là các ngươi, còn người mà đến được cái thành Hoa Thị an toàn và là vua, làm vua chính là ta. Và Đức Phật ngài nói thêm: một vị tỳ kheo cần phải canh phòng cẩn mật với các căn, vì cái sự thu hút của các căn mới tất cả mọi cái sự khổ đau nó sanh từ đó. Và Đức Phật ngài khuyên dạy: lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tai, lành thai phòng hộ mũi, lành thai phòng hộ lưỡi, lành thai phòng hộ thân, lành thai phòng hộ lời, lành thai phòng hộ ý, lành thai phòng hộ tất cả, tỷ kheo phòng tất cả thoát khỏi mọi khổ đau. Thì kính thưa quý vị, cái câu 2 này nó sẽ đầy đủ tất cả hơn là cái câu 360. Thì là phòng hộ các căn. Mà chúng ta nhớ ở trong pháp của kinh Sạch Tha Rô Bà Sinh: Vì Ha Ranh Tăng Ính Ri Giê Xu Và Sầm Vũ Tăng Phú Chá Nam Hì Má Tăng Nhung Cú Sư Tăng Nì Hà Quy Ri Dân. Dạ, kính đến đây sư phụ. Thì cách là sao? Ai sống quán bất tịnh, khéo nhiếp hộ các căn, ăn uống không có tiết độ, ma sẽ quy hiếp cãi như kẻ yếu trước gió. Và cũng một câu như thế: ai sống quá bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống biết tiết độ, luôn tinh cần,
ma không thể uy hiếp kẻ đó như là núi đá trước gió. Yeah. Thì ở đây quý vị thấy cái sự thu thúc, cái chữ sanvara, đây bà đồng mới nói lại cái chữ sanvara mà chúng ta vừa học và chúng ta vừa nghe đó, cái chữ sanvara nói đến là cái sự thu thúc, cái sự phòng hộ hay cái sự thu thúc, tức là sự giữ gìn. Dạ. Cái sự giữ. Tại sao nó ca giá sanvara, tức là phòng hộ về thân, rồi có như là qua cha phòng hộ về lời, rồi manasa sanvara, tức là thân khẩu ý này, chính do thân khẩu ý này mà tam nghiệp khởi sanh. Rất quan trọng, vì nhớ chính vì tam nghiệp này khởi sanh thì tất cả mọi ác bất thiện pháp sẽ khởi sanh theo thân, theo khẩu, theo ý này. Còn cái câu kể trước á, nếu chúng ta không phòng hộ mắt thì khi con mắt đó đắm đuối và say mê, khi đã nhìn rồi đắm đuối và say mê, và chúng ta thích nhìn cảnh đẹp, thích nhìn cái cảnh vừa lòng cái nhãn căn này tiếp xúc với cảnh sắc đó là cảnh sắc sắc đẹp, mà nếu như cảnh của sắc đẹp là cảnh tốt, cảnh đẹp, chính vì cái mắt đó nhìn thấy đó, nó đưa vào tâm của chúng ta mới cảm thấy rằng mới rung động. Rồi người ta mới si mê và người ta mới khổ sầu. Nhìn một người đẹp, ở đời thì có nhiều cái đẹp. Cái đẹp của mỗi người nó khác nhau, thì cũng như thế. Cái lời nói, hay xin lỗi, cái lỗ tai cũng về phòng hộ tai để không nghe cái gì bắt cảnh thinh, là mũi phòng bắt cảnh khí, và phòng hộ cái gì? Phòng hộ lưỡi, tức là cảnh vị. Nhưng ở đây phòng hộ thân, tức là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, cả thân và ý này. Cái điều đặc biệt, cái sự phòng hộ, nó có một cái tiêu chí, nó liên quan và đi đến cái chỗ đó đó. Yeah. Bây giờ thân này, nếu như không phòng hộ thì thân này sẽ cái gì, thưa quý vị? Sẽ sát sanh, sẽ trộm cắp, sẽ tà dâm. Nếu không phòng hộ khẩu này, nó sẽ đấu dối, nó hay là đâm thần, nó độc ác. Nếu không phòng hộ ý thì sẽ tham ác, sân ác, tà kiến ác. Từ tam nghiệp ác này mà dẫn dắt chúng sanh đến sanh tử, đến đau khổ. Bởi vì thân làm ác sẽ kích, sẽ đưa đến cái quả bất thiện và bất thiện ác. Trong những cái niềm đau nỗi khổ của cuộc đời, của tất cả mọi con người, sở dĩ mà trầm luân sanh tử đau khổ, bởi vì do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này đắm đuối chạy theo cảnh trần, hưởng cảnh trần, chạy theo cảnh trần, hưởng cảnh trần. Cảnh trần nói gì? Sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Cảnh trần sắc, thinh, khí, vị, xúc. Sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc và sắc cảnh pháp làm đối tâm cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này. Kính thưa quý vị, nó kích đặc biệt hơn khi có sự hội tụ giữa cái gì, giữa có con mắt này, giữa cảnh đẹp kia, vật ý khởi sanh mà vừa lòng khái cây ca lạc, thì chúng sinh sẽ sinh ra cái đau khổ. Mà nếu như không vừa lòng khái cây, không vừa lòng, trái nghịch lòng với cái cảnh của mình nhìn, thì nó vẫn sinh ra cái sự bực bội, cái sự khó chịu, cũng là đau khổ. Một con người, chúng ta nhớ không làm thì một lần Đức Phật nói rằng, một lần dạy ngã đang ra, chớ có tiếp xúc, chớ có
của gần kề với nữ nhân. Nó bạch Thế Tôn, nếu như chúng con buộc chúng con phải nhìn thì phải như thế nào? Không có được nhìn, mà nếu con phải nhìn thì các con phải có cái tâm thu thúc, có cái tâm gìn giữ. Đức Phật cũng dạy như vậy. Và khi nghe cũng vậy, khi con phải nghe thì con cũng phải có cái tâm thu thúc, cái tâm phòng hộ nhãn căn của mình, phòng hộ nhĩ căn của mình, phòng hộ tỷ căn của mình, phòng hộ thiệt căn của mình và phòng hộ ý căn của mình. Để làm gì? Để nó không bị, nó không bị cái phiền não nó sanh khởi. Và cái mà chúng ta thấy ở trong cái triết lý, cái triết lý bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, không thấy, không nghe và không nói, những cái hình ảnh triết lý bình thường, nhưng không bằng phòng hộ cái ý này rất quan trọng. Mano bút bắn ra ma tham ma Mano xe thá Mano ma ya Mana sa chế Mano tê na Và sa ti vá Cà rô ti vá Tà tô năng đúng khả măng về đi Chạc căng vá vá Hà tô vá đánh. Tâm ý dân đầu, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác. Nếu nói hay làm hay suy nghĩ bằng cái ác đó thì chắc các hoa hoa hạt tu và đắng, thì đau khổ sẽ bước theo sau như bánh xe. Đây là chắc các hoa hoa tu và đắng, bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Cho Đức Phật này chỉ dạy phải phù hộ cái tâm của mình. Thì nếu tâm khởi ác, ý khởi ác thì sẽ là ác. Ý khởi thiện, cha gia qua qua hạt tu và đăng, nếu nói hay làm bằng hành động thiện thì an lạc sẽ bước theo sau như bóng không đời hình. Cha gia qua qua hạt tu và đăng, chúng ta nhớ như vậy. Có một lần một vị tỳ kheo đó đến bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, bởi vì giới nhiều quá, tới 227 giới, con sẽ thọ giới không nổi. Thì Đức Phật ngài khuyên, không sao, nếu như bây giờ ngươi thấy cái giới nhiều quá, ta cho ngươi ba cái giới này, giới thân, giới khẩu, giới ý, và cuối cùng ta cho ngươi một giới, tức là ngươi thu thúc phòng hộ ý. Đành rằng muốn phòng hộ thân cũng phải có ý nghiệp, muốn phòng hộ khẩu cũng có ý nghiệp. Nhưng ở đây cho ngươi phòng hộ tại cái cơ quan đầu não, đó chính là ý, má ná này, ý này. Từ cái tâm này nó sanh, cái tâm nó sanh, nó khởi sanh, hay là một niềm ác khởi sanh. Một niềm ác ở đây tức là một ý ác đó, một niềm ác đó, niệm tức nó về về một tâm niệm nó ác, thì tất cả quả nó sẽ trổ ác. Mà tâm, một tâm niệm thiện đó, tức là ý niệm thiện đó, thì sẽ kết quả thiện. Quý vị nhớ rất là tuyệt vời, đó chính là cái gì? Ca di ná hoặc là qua cha giá hoặc là má ná sa. Thì ca giá và qua cha giá, ca giá hoặc qua cha giá, thì tất cả cái đó nó đều được cơ quan đầu não của ý. Mà cái ý này nó khởi sanh thì động lực khởi sanh. Mà khi mà động lực khởi sanh thì là kết thù, kết tụ cho cái gì, kết thúc gì, cho quả gì, thù là khổ hay là vui, tốt hay là xấu, vân vân. Đây là sự thật trong cuộc đời này. Dạ. Cho nên vì vậy cái sự tu tập là một điều mà chúng ta biết phòng hộ gìn giữ cái tâm của mình. Thì nhiều lần Đức Phật kể luôn luôn kêu phải gìn giữ tâm của mình. Chính cái tâm này nó lao sao, tỉnh cái tâm này nó lòng động, nó dòng động mà chúng sanh bị phóng dật, phải gây ra sự khổ đau này, cái sự phiền muộn kia. Thực ra mà nói, nếu như chúng sinh đó
có một cái tâm, một cố gắng, có cái tâm mà đoạn trừ, có tâm trừ diệt, thì sự đau khổ sẽ không có. Bởi vì đây gọi là phòng hộ tất cả, mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Mắt tai mũi lưỡi thân và ý này nó đã bao trùm luôn cả mắt tai mũi lưỡi thân. Bởi vì có thân và có khẩu mà. Rất đặc biệt, phòng hộ về thân này. Phòng hộ về thân không phải là phòng hộ cái gì. Giữ cho cái thân này nó được khỏe mạnh, giữ cho cái thân này nó được cường tráng, nó được sánh tươi. Thì tươi tặng cũng phải như vậy. Mà phòng hộ cái thân này để thân này không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Hay là phòng hộ cái thân này để, tức là cũng liên hệ tới mắt, để mắt không lấy bánh sắc, mắt không lấy cảnh, mắt lấy cảnh sắc, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi mùi, lưỡi không nếm vị, thân không xúc chạm. Chỉ nhìn giữ cái lời nói, cái lời nói, biết cái lời nói hiền diệu, lời nói nhẹ nhàng, lời nói dễ mến. Chim khôn kêu tiếng rạnh rang, người khôn nói tiếng nhẹ nhàng, dễ ưa, dễ mến, dễ thương. Có nhiều người họ rất là hiền, nhưng cái lời nói của họ nó rất là khó nghe. Khó nghe trong cái gì? Trong cái lời nói. Một cái lời nói nó không có nhẹ nhàng, nó không có chứa đựng cái cảm ở đó, chứ không có chứa đựng cái metta karuna, cái từ cái bi trong đó. Cái lời nói của cái phòng hậu ý đây, tức là để chúng ta nói ra những cái lời nói thiện, nói ra những cái lời nói nghe nó nhẹ nhàng, dễ thương, dễ mến. Hay cái lời nói của khẩu này, tức là lời nói của cái gì? Của ái ngữ. Ái ngữ đây tức là cái lời nói đó, nó nghe nó nhẹ nhàng, nó dễ thương, dễ mến. Cái lời nói nhẹ nhàng này không phải là cái lời nói tâm đắc. Mà đó là chúng ta phòng hộ hậu lời, tức là không để nói cái lời ác. Cái lời nói ác tức là lời nói gì? Nó hay lưỡi, nó đâm thọc, nó độc ác, nó lời độc ác, nó lời chia rẽ, hay rất tuyệt vời. Không nói dối, nó hay lưỡi, nó đâm thọc, nó độc ác. Và không nói, ngay cả không nói lời phù phiếm, không nói lời nhảm nhí. Nó nhiều lắm, phòng hộ ý này. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì nói nhiều nó sai, nói nhiều nó sai, nói nhiều nó sẽ không đúng. Càng nói nhiều càng sai nhiều. Câu nói này nên suy nghĩ. Tại sao người ta nói càng nói nhiều càng sai nhiều? Nó sai là sai cái gì? Mình biết những lời nói nào là những lời nói tốt đẹp, những cái lời nói đưa đến cái gì? Đưa đến an vui. Những lời nói đưa đến cái gì? Người ta không còn quan trái quán hờn. Lời nói đó người ta biết phóng hạ đầu đau. Lời nói đó người ta biết chuyển hóa sự, cho sự tu tập của chính mình, bằng những cái sự khuyên nhủ, bằng cái sự nhắc nhở, bằng cái sự khiển trách đúng pháp. Còn chúng ta thì mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, mũi ngửi, thân xúc chạm này, chúng ta luôn luôn muốn cái gì? Muốn nghe cái lời nói, muốn thấy cái cảnh sắc tốt, muốn nghe cái lời nói tốt, muốn ngửi cảnh tốt, muốn nếm cảnh tốt, và muốn xúc chạm cảnh tốt. Đó là cái tâm lý. Cái tâm lý cái gì? Chấp ngã, chấp hữu, vừa lòng, khải khởi, khai lạc của tất cả chúng ta. Nhưng cũng có những lời nói mà khiển trách, cái lời nói dạy dỗ, cái lời nói để mà đưa ta không bị lầm lỗi, đưa ta không có bị cái tội lỗi hay vân vân. Thì cái lời nói là cái lời nói khác, cái lời nói đó mà chính là cái lời nói ngàn vàng, rồi nó đáng trân quý. Chứ không phải là cái phòng hộ lời nói này cũng nghe là mình bây giờ mình cứ tâm lý với chính họ, mình khen họ, không phải.
cái điều đó đúng thì mình nói đúng, cái điều sai mình nói sai, chứ không có thể nói vừa đúng vừa sai được. Đúng sai đó này, thiện hay là ác đó, đó. Còn không nữa, cái lời nói đó nó mang tính nhẹ nhàng, tức nó không thiện không ác, đưa đến cái sự khổ đau cho người. Cũng không lời nói nó một cách tức là vô tư, không có ý niệm ác, cũng không phải có một cái gì cả. Cái này nó tuyệt vời lắm quý vị. Ở trong cuộc đời này á, nhiều khi người ta chết với nhau bằng một lời nói ác. Cái binh khí miệng lưỡi nó là một vũ khí rất lớn. Thân mình có thể đánh đập người ta, sự đánh đập đó nếu như nặng nề thì mới bệnh hoạn lâu dài, còn không nữa người ta cảm thọ khổ của thân xác chỉ trong giai đoạn thời gian. Chúng ta cho cái lời nói nó thoảng qua, nó qua đi à, với những lời nói ác, không những cái lời nói đó, phỉnh nhổ người ta, cái lời nói xem thường người ta, cái lời nói để mà người ta phải nhục nhã, để nói người ta phải ê chề, người ta phải sợ hãi. Bởi vậy nó nguy lắm, đó, ghê lắm. 20-30 năm sau, khi người ta nhớ lại cái lời nói, người ta không thể nào vui được, người ta không thể nào bình yên được. Có những người hay lắm quý vị, vừa trêu người ta trên những cái bây giờ nói ngọng nói nghèo, hay người ta kỳ hình dị tướng, chúng ta chê trách, chúng ta nói những cái lời diễn tả là những cái lời nói của chính họ, chúng ta cười. Có những người như vậy đó quý vị, người ta cười trên sự đau khổ của người khác, coi như là hay hoặc là mình chửi người ta phát nhục. Có cần thiết như vậy không? Có cần thiết như vậy không? Mà đó là chính là những cái điều rất nguy hiểm và đau khổ trong cuộc đời này mình có thể ăn bậy được. Tức mình lỡ ăn nhầm cái cay, nhầm cái mặn, nhầm cái đắng. Nhưng chúng ta phải tránh nó bậy. Nghe thì cái quyền ai cũng được nghe. Nhưng khi mà nghe mà nói ra, bởi tôi kêu uống lưỡi 7 lần. Có cái trường uống lưỡi 7 lần đó. Thì uống lưỡi 7 lần để làm gì? Để chúng ta có một sự suy nghĩ quan sát. Khi cái lời nói ác, chúng ta nhớ, chúng ta nói như vậy, trong vô tình có phải gây một cái sự đau thương trong người hay không? Cái điều này chúng ta dễ dàng hay bị cái điều đó. Nhiều khi mình nói, mình nghe cái điều như thế này, mình nghe những cái điều như thế kia, nó cũng không chính xác. Đừng bao giờ lặp lại. Chính người 20 ý. Tôi nói với cô ấy mình như thế này. Đó là chuyện của tôi. Nhưng khi cô em mình nói lại cho Phật tử Quách Thanh Á hay là cô Nhật Quỳnh hay Phật tử Rạng Đông hay tất cả cách này cách nọ hay là Godspell gì đó, thì tất cả có sự suy nghĩ khác liền. Tôi nói được ý của tôi nói ra như vậy, nhưng khi cô em mình nói ra là cái ý của cô em mình, và qua cô Godspell và cô Rạng Đông thì nói theo cái cô Rạng Đông, chứ phải nói theo cái khí đầu của tôi. Cho nên ở đây quý vị sai, tất cả chúng ta sai như vậy, cho nên phòng hộ cái lời. Và ở đây chính quý vị biết Phật pháp này quan trọng nhất, cái sự truyền thừa Phật pháp nó phải chín chắn. Bởi vì khi mà giảng kinh đó, là cần phải có một cuốn kinh. Các nước quốc giáo đó quý vị biết, người ta vẫn giảng bằng thời, đây chính là chánh đặng dạy như thế này, lời Phật dạy như thế này, chứ phải vô chúng ta cho như thị ngã văn, ê văn mê xúc tăng,
như thiện ngã văn, tức là ê hoan mê xuất tăng, như vậy tôi nghe, tức là ngài A Nan đó, như vậy tôi nghe một thời ê căn sa ma văn, một thời Phật Ca Qua Đức Thế Tôn Vi A Ra Tí trú tại Chê Ta Qua Nê Kỳ Viên, rồi tỉnh xá, và Đức Phật ngài giảng thuyết như sau. Cái đó là nói vậy, nhưng Đức Phật ngài nói rằng tại sao gọi là sa thú sang quá rác ca dê nó sang quá rác ca dê nó sang quá rác sa thú rồi sa thú qua cha sang quá rác mà nó sa sang quá rác sa thú. Cái nguyên văn như vậy phải lập lại nguyên văn như vậy, hay chứ đầu cái bằng một cái lời ký đó người ta động phóng tác ra. À quý vị biết Phật ngài chỉ chúng ta phòng hộ con mắt là phải phòng hộ như thế nào, là phòng hộ cái gì, do tam nghiệp của chúng ta hay phòng hộ về cái thân này, ca giác phòng người thân là phổ như thế nào, là cái thân này chúng ta phải biết là chúng ta nên giữ gìn cho nó không có bị cũng như là khổ sở. Cái thân của chúng ta là cái thân cũng như là do cha mẹ coi như là sinh ra mình ra, mình phải biết giữ gìn cái tấm thân này, bởi cái thân này nó quý giá, nó về trách liền. Mà phòng hộ để làm gì, giữ gìn để làm gì, để cho thân này không ác, không làm ác. Dạ, thì cũng như thế đó, cũng thưa quý vị, tất cả chúng ta cái tai này, cái thân này là sự trợ giúp cho người bằng cái tấm thân này để làm các công đức thiện sự. Cái lời nói này để nói lên những cái lời nói diệu ngôn, nói lên những cái nói dễ nghe, dễ ưa, dễ mến, chứ không phải cái lời nói này là cái lời nói sát phạt. Cái lời nói không phải là cái lời nói để chửi mắng, cái lời nói này không phải là cái lời nói để gây đến đau khổ cho người. Và cái sự thu thúc để mang tới thân này an lạc, người khác an lạc, bởi vì thân không sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, thế đó chúng ta đã mang cái vô quý thí cho người. Chúng ta nói lời nhẹ nhàng, dễ thương, dễ mến, dễ ưa, do cái gì? Do phòng hậu lời. Thì chúng mang mà cái vô quý thí, cái điều không sợ hãi đến cho người. Chúng ta nhớ có một số người chúng ta rất là sợ, khi mà gặp họ thế nào, họ nói lời tục tiểu, họ nói lời khó nghe, hay họ nói lời trêu chọc, châm chích, cười trên cái sự đau khổ của người. Và cái ý này không có, chúng ta không có suy nghĩ sai về người. Chuyện của người là chuyện của người, chúng ta đừng bao giờ đánh giá về người đó nó như thế nào cả. Nếu như chúng ta gặp tình huống đó, chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta còn làm gấp 10 lần họ. Chứ đừng đánh giá bởi vì phòng hậu ý. Đừng suy nghĩ về người, đừng bị suy nghĩ chuyện của người, mà suy nghĩ về chuyện của mình. Người ta làm như vậy đó là nghịch duyên, đó là đau khổ, đó là cái điều mà mình tội lỗi của người ta, chứ không phải là tội lỗi của mình. Rốt cuộc mình lại bình phẩm, mình nói gặp tôi như vậy, nó làm như vậy ghê quá, nó con người như thế này thế nọ. Chúng ta bình phẩm ta tự cái ý này, nếu không phòng hộ thì chúng ta ta tháng, chúng ta tử, chúng ta hay thì chúng ta khen mình chê người, hay là dối thì hay làm tốt, mà dốt thì hay nói chữ, vân vân. Bằng cách đó đó thì chúng ta không kiểm soát mình, thì chúng ta sẽ nói vậy nghe, chúng ta sẽ nói như thế. Tức là chúng ta si bụng ta ra bụng mình, chúng ta ra bụng người, si bụng người ta mà ra ngay cái bụng của mình, chết. Mình nghĩ người ta xấu mà chính vì cái bụng mình đang xấu. Câu này nó triết lý đó quý vị. Nếu quý vị suy nghĩ kỹ đi, si bụng ta ra bụng mình, đó là cái ý chúng ta không đúng. Thì chúng ta nói ra là vô tình, là chúng ta nói ra cái bụng của mình rồi, chứ không phải là cái điều hay. Mà nói một cái điều căn bản là ý, bởi vì ý chúng ta đang sai. Bởi vì sao vậy? Chúng ta nói xấu người, chúng ta nói không có thu thúc, không có kiểm soát, không có phòng hộ. Mà nếu không phòng hộ thì chúng ta không nói đúng, nói lên những cái lời nói không đúng sự thật.
mà chỉ bằng một cái sự diễn giải của tâm ý này thôi, cha, thì như thế thì chắc là chúng ta sẽ hết sức là nguy hiểm. Cho nên Phật dạy cần phải có sự phòng hộ, nó là như vậy. Và nếu như tất cả đều được vị tỳ kheo phòng hộ thì chắc chắn là vị tỳ kheo đó phòng hộ tất cả mọi thứ thì có đâu phiền não khởi sanh. Phòng hộ được đó là do cái gì? Do chánh niệm chánh định được khéo tu tập. Nếu như chánh niệm chánh định được khéo tu tập, bởi vì vị tỳ kheo thở ra thở vô biết mình thở vô, hít vô biết mình hít vô, thở ra biết mình thở ra, hay là bằng một cái định, tức là định trên một đề mục nào đó, thì lúc đó là chánh định hoặc chánh niệm xuất hiện, thì ngăn trừ tất cả cái gì, cái phóng dật. Mà phóng dật không thì không có tham tật kiến tham mạn, không có sân tật lẫn thối xuất hiện. Giá trị như vậy nha quý vị. Dạ. Cho nên đây là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Mà khi mà chánh niệm chánh định có mặt lúc đó thì không có ác bất thiện pháp khởi sanh. Lúc đó chúng ta cũng đã ngăn ngừa tạm thời khổ đau không có xuất hiện. Còn nếu như chúng ta tu tập và chúng ta phòng hộ được tất cả, và chúng ta thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, chứng thánh đạo thánh quả, thì chúng ta không còn phiền não, tức là vô minh được dập tắt. Vô minh được dập tắt thì mọi phiền não khổ đau, tức là tham sân si, tham tật kiến mạng, sân tật lẫn thối, vô tạm vui phóng dật, chúng ta không còn xuất hiện nữa. Cái tham, cái sân, cái si nó không có khởi sanh lên nữa. Thì đây là chúng ta nhớ, nó sẽ quá hết sức là tốt đẹp. Hết sức là tốt đẹp. Mà chính vì cái sự tốt đẹp đó, chính là chúng ta thoát khỏi mọi khổ đau là như thế. Cho nên trên cuộc đời này, giữ mình, giữ lời, biết như vậy thì chúng ta sẽ có một sự tu tập tốt. Còn nếu như không là chậm ta chả. Ở đây nè, không như là tâm hiền, tâm lành, tâm thiện, tâm tu là khi có chánh định và chánh niệm xuất hiện. Còn không có là chúng ta ác niệm không nhận là như thế. Bởi vì cái sự phòng, sự tu tốt đó mà chúng ta được an lạc, được tốt đẹp. Và kính mời quý ngài kính thưa tâm câu pháp cũ số 381 là như vậy. Anh ấy có địa chỉ sẽ tất kính những mong tổ tử vị quan hỷ cần chấm dứt thời gian từ nơi đây trước khi dứt lời kính dân Phật đến trời đình thích tự đại thiên quân các vị chư tỳ phụ trì chánh pháp. Kính dân Phật phước này đến cho tất cả các vị chư thần chư thiên tại chùa Quảng Nghiêm cũng như các vị chân linh ký linh, tất cả chúng sinh người tại nơi đây mong tất cả được an lạc, được tẩy hóa. Và đặc biệt xin hướng nguyện phần công đức này kính dân các Phật thầy tổ đã qua vãi, nhất là sư ứng và cứu thực tội phẩm về mới viên tịch, và cũng như tất cả thân bạn quý thuộc của chúng tôi vì đã qua vãi xin được an nhàn nơi cảnh giới tái sinh, cũng như đã được an lạc xin hãy được tấn hóa trong Phật pháp để được tiếp tục tu hành, để được cuối cùng được thành tựu chánh trí kiến ngộ niết bàn. Đồng đều nhau cả thể mong tất cả chúng ta có đầy đủ sức khỏe, có đầy đủ thuận duyên, và mong cho bệnh dịch Covid sớm chấm dứt để chúng sinh được an cư, được thành tựu tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sanh Kha Gia, Kỳ Vật. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 361 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến sư. Bhagavato sabbamangalang rakkhantu sabbade vata sabbabhutana bhavena sada sati bhavantu te.
Tất cả pháp hóa bằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, cho sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Công Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề hoa ta xâm tí quý hà ra hoa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thế ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha isa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ka ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha te sappe pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng thầm mô tham ma tha ra cha ut ga la sang kho tu sa mắc go wa a tha ya cha hi tai ta ya cha am he ra khan tu sắc thầm mô sappe pi tham ma cha ri no ut thim sam pa phu ni ya Maria Pa Huệ Di Tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử hay giờ 7:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học. Kính chào tạm biệt. Cấm dân xin xuống mic.